Dạ vâng, em Quốc Hùng, anh sẽ bán quyết định xin kính chào toàn thể tất cả anh em. Và trước mắt tất cả anh em là một chiếc đáy đến từ Mỹ, có thương hiệu là Carver, mã là BM1400. Và chiếc đáy này thì cầm bến bên âm thanh Quốc Hùng và cũng đã vệ sinh sạch sẽ để cho tất cả anh em sở hữu và sử dụng. Thì về dòng này thì bên em cũng đã giới thiệu cho tất cả các bác rất là nhiều về cái phần là cái về phần ruột gan cũng như là về chất âm của dòng sản phẩm Carver BM1400 này. Thì hiện tại Carver thì bên em chỉ còn lại một con duy nhất là con Carver BM1400, và con này báo giá luôn để cho tất cả các bác tham khảo và sở hữu, đó là giá là 16.500.000, chạy điện là 100V nha bác nha. Rồi giờ thì em đi vào cái chi tiết nội ngoại thất cho tất cả bác cùng xem độ đẹp của sản phẩm. Vâng, thì ở đây thì em đã tháo sảnh nắp ra để cho dễ quay cho tất cả bác. Đây là cái nắp của nó đây, nắp của nó nha bác nha. Đó, nắp thì rất là đẹp luôn nha bác, cực kỳ đẹp nha. Rồi thứ hai là mặt nó thì rất đẹp luôn, khối vàng không trời xước nha, rất đẹp luôn nha. Đó, nguyên bản con tách này, cầu chi Carver mã BM1400 chi đỏ này, hai vô lông chân chính và hai dải đèn tín hiệu. Còn để các bác nhìn nè, nó đẹp này. Đó. Còn về cái nội thất phía bên trong á, thì ở đây các bác sẽ nhìn thấy được là phần công suất nó sẽ sở hữu là 28 con sò ở đây là sò Motorola, 28 sò thang Motorola nha các bác nha. Đó, tổng cộng 28 con, 2, 4, 6, 7, bên này 7 nữa 14 và dãy bên này 14 nữa là 28 con nha. Tất cả là riêng nguyên bản và hoạt động hoàn hảo cho tất cả bác, chạy 4 tụ lọc Philips và một lọc nguồn, nha. Lọc nguồn ở đây thì các bác sẽ thấy nó bé hơn là lọc nguồn. Như dòng này là dòng súc Nhật điện 100. Đó. Còn cái dòng mà súc Âu là cái lọc nguồn nó lớn, nó to thôi nhưng mà chỉ số nó bằng nhau nha, to chỉ số bằng nhau. Đó. Cũng như những cái tụ này cũng vậy, những tụ này thì tuy nó dài nó to, nhiều tụ nó to như lông bia đó, nhưng mà chỉ số nó lại bằng những cái con tụ rất là nhỏ, bé tí 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 à. Đó. Chúng ta chỉ quan trọng về cái chỉ số chất lượng của tụ chứ không quan trọng về độ to độ dài nha, cũng như là những cái tụ lọc như này. Đó. Tăng phô là tăng phô nồi luôn nha bác, nồi luôn. Đó, Carver BM1400 hàng rất là đẹp. Các nhìn này, đai bìa này còn mới tròn hết nha. Đai bìa là còn rất là mới luôn. Và các nhìn những sợi dây điện này. Đó. Và chân chân sò còn rất sáng. Đấy. Còn cực kỳ là sáng, không hang ý rí hoặc là hang ố gì hết nha. Đó, hàng rất đẹp nha bác. Bên em tiến hàng cho cá bác này, các bác cứ yên tâm. Vâng, và đây là cái đằng sau nha bác nha. Đằng sau của sản phẩm thì nó sẽ gồm đường tín hiệu đầu vào là 6 ly và Canon. Ở đây là phần quạt gió, nó sẽ hút từ bên trong này thổi ra ngoài, nha. Quạt nó cũng chạy cực kỳ đêm, hàng máy in dữ ra số 3. Đấy, tín hiệu ra nha anh em nha. Đường tín hiệu đầu ra thì gồm Canon và bắp chuối và mỏ chim. À, rất là thông dụng. Con này có bay công suất là 700W trên kênh, công suất mát trong 1800W nha. Dòng này thì đánh vào những cái đôi full 40 hoặc là những các bác ghép những cặp bốt lớn này rất ok, những cặp ví dụ như là hai cặp 601 series 3 hoặc là một cặp 701 series 701 hai lỗ thông hơi còn 7 cộng với là một cặp bốt Avermenter hoặc là bốt 301 series 3 vân vân. Đó, các bác ghép bốt là gọi là tuyệt vời luôn. Còn ghép lo full này các bác ghép được đôi full 40 từ những cái con những đôi tầm công suất 5-600W.
Còn những đôi nhỏ hơn bass 30, 25 thì các bác đánh vô tư rồi. Đó. Tất âm của cái dòng này thì có việc 3. Đó. Âm nó thì gọi là tuyệt đỉnh nha bác nha. Cover nha. Đó. Dòng này thì có cái phần thiết kế bên trong là giống y chang là Boss 1800C6. Nhưng mà giá của nó thì nó sẽ tốt hơn 1800C6, giá là 16.500. Các bác mua hàng thì gọi cho Quốc Hùng qua hàng số điện thoại trên tấm biển màn hình nha. Giờ thì mời tất cả các bác chúng ta cùng lắng nghe chất âm của chiếc đại cover bơ 1400. Âm thì phải gọi là quá chi tiết và sẽ ưu điểm của những dòng cover, và giá thì em đã báo cho cả bác rồi. Mọi chi tiết mua hàng tất cả bác liên hệ của Hùng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình nha. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả bác những video lần sau.